Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay trời mưa, mấy hôm vừa rồi là hai vợ chồng tôi đang bọc cái bưởi thờ, nhưng mấy hôm nay là do cái trời thời tiết miền Bắc nó mưa cho nên là không bọc được bưởi. Thì hôm nay hai vợ chồng ở nhà thì làm thêm cái chế phẩm MO4 để ủ cho cái phân cá và cái đậu tương. Thì theo yêu cầu của một số bác cũng muốn làm cái chế phẩm này, thì hôm nay thì tôi sẽ quay chi tiết lại để cho các bác có thể biết cách làm, để vừa là ủ cái phân đậu tương và cái cá để cho nó phân hủy nhanh và không có cái mùi hôi nữa. Cái nguyên liệu để làm nên cái chế phẩm IMO4 thì nó gồm có hai nhóm chính. Một cái nhóm là nhóm thức ăn, thì nó gồm đu đủ chín này, và đây là chuối chín này, đây là cám gạo và cái mật vị đường. Còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm lên men, thì nó gồm có men rượu này, cộng với lại sữa chua này, và cộng với lại cái men tiêu hóa của người. Đấy là toàn bộ cái nguyên liệu để làm nên được một cái chế phẩm IMO4 gốc. Nguyên liệu để mà làm cho 20 lít nước thì nếu mà cẩn thận ra thì các bác phải đun cái nước nó nóng lên, mình ấm ấm để mình pha vào với cái nước lạnh. Chờ nó ấm ấm thì cái men của nó sẽ phát huy tốt cái tác dụng của men với cái nhiệt độ nó phù hợp. Để làm được một thùng IMO4 với 20 lít nước thì cái nguyên liệu gồm có là 1 kg chuối đã bóc vỏ, và các bạn cho 1 kg chuối bóc vỏ, các bạn bóp nó nhuyễn ra. Sau đó là cho 1 kg đu đủ đã gọt vỏ, gọt sạch vỏ, các bác cũng bóp cho nó nhuyễn ra. Men rượu là lửa cân, đây là men rượu, lửa kg men rượu. Còn cái túi này thì tôi đã bóp nhỏ ra rồi. Từ 4 đến 6 hộp sữa chua. Hai mươi lít nước để đảm bảo các bác cứ cho 6 hộp sữa chua. Còn đây là men tiêu hóa.
Cho vào khoảng 15 gói. Thứ nhân tiêu hóa của người, của trẻ em. Sau đó các bác đổ vào là 1,5 lít mật dì đường. Khoáng đều lên. Sau đó các bác cho hết 20 ml nước ấm, sờ cái tay nó vừa ấm thì cái men nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Hai mươi lít nước cộng với nguyên liệu, khi mà các bác đã trộn đều lên, các bác sẽ múc ra 2 cái xô, một cái xô khoảng 10 lít. Nếu như mà múc đầy quá thì khi nó lên men bị trào ra ngoài. Chia đều được các cái nước vào các xô rồi thì cuối cùng là ta sẽ cho cái cám gạo. Cám gạo này là mỗi một xô là cho 25 cám gạo vào. Khoáng đều lên. Tìm một cái miếng vải nhé, thưa, để đậy nó lên. Cái thứ nhất là để tránh cái rùa muỗi. Cái thứ hai này, đây nó là một cái nhóm vi sinh vật hiếu khí, cho nên là các bác mà đậy kín vào là không được. Các bác phải đậy cái này thì nó sẽ có một cái lớp màng này, không khí nó vẫn vào được. Vừa là tránh rùa muỗi, vừa là để cho không khí nó vẫn lọt vào. Sau đó các bác có thể mang ra cái gốc cây để cái bóng râm. Cái này nó thích hợp ở cái nhiệt độ từ 29 đến 33 độ C. Chứ còn là các bác phơi nắng quá thì cũng không được, nhiệt độ cao quá cũng không được. Mà để trong bóng râm thì cái sự lên men của nó cũng kém tác dụng. Cái này thì sau đó lấy cái dây chun chẳng vào đây. Lấy cái dây chun chẳng vào đây thì nó sẽ được. Khi mà các bác đã chia đều cái chế phẩm mình trộn ra các xô rồi thì các bác sẽ xách nó ra ngoài vườn để dưới tán cây. Thì trong một ngày khi mặt trời nó di chuyển thì những cái xô này sẽ có lúc nó được phơi nắng và cũng có lúc nó ở trong bóng mát. Như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho nó lên được cái men tốt hơn. Và mỗi một ngày thì các bác lên mở những cái lưới này ra, các bác khoáng nhẹ lên một lần, và đến ngày thứ hai trở đi thì cái thùng chế phẩm IMO4 nó sẽ có một cái lớp váng men xuất hiện và nó hơi có mùi men chua của rượu. Và từ ngày thứ 5, thứ 7 trở đi thì thùng men nó sẽ chuyển sang cái màu nâu sậm
trên bề mặt nó có một cái lớp váng men dày đặc, các bọt khí nó sẽ nổ liên tục. Thì như vậy là chúng ta đã chế thành công được cái chế phẩm sinh học IMO4. Sau khi chế thành công xong cái IMO4 gốc này thì các bác sẽ dùng để nhân ra những cái IMO4 thứ cấp. Sau đó để chúng ta sẽ mang đi ủ phân cá, ủ đỗ tương, rồi ủ phân hữu cơ. Nó sẽ khử được hết những cái mùi hôi thối của cá và đậu tương và các loại phân hữu cơ, và nó sẽ giúp những cái đó phân hủy nhanh hơn để cho cây nó dễ hấp thu. Làm cái chế phẩm này thì cũng có thể là có nhiều những cái phương pháp và cái cách làm khác nhau, nhưng mà nhà tôi thì tôi vẫn đã làm cái này nó nhiều năm rồi và tôi cũng thấy nó đã thành công. Nên là tôi cũng chia sẻ cho các bác nếu mà để các bác tham khảo.